Trong trường hợp mà cái tài nguyên này, tài nguyên test 2, tài nguyên test nằm ở cái thư mục khác, thầy lấy ví dụ nhé. Thầy lấy ví dụ như là thư mục chúng ta đâu, HTDoc đúng không, E này, Farm, HTDoc, rồi sau đấy là học HTML đúng không? Thì cái tài nguyên này, tài nguyên chúng ta đang ở test 2, chúng ta trải sang cái này đúng không? Thì cắt nó ra một cái thư mục khác, tạo một thư mục đi, một cái là test. Sau đấy cho hai tài nguyên này vào đây, được chưa? Rồi thì từ test 2 chúng ta sẽ phải gì? Thì phải truy cập vào cái tài nguyên của test, nhưng mà test này là nó nằm trong thư mục test. Vậy thì chúng ta phải bổ sung đường dẫn tương đối nó phải là, bây giờ chúng ta mà truy cập này là nó sẽ bị chết ngay, chết link ra chết nhá, xem nhá. Bây giờ mà truy cập này nó chết, nó bảo nó không tìm thấy, nó không thể tìm thấy đường dẫn đấy. Và đường dẫn đúng bây giờ là gì ạ? Nó phải là thư mục đó. Chết chéo thôi, đến test đó. Ta xem lại nhé. Đấy, ok, đúng chưa? Rồi. Đấy là đi vào một cái thư mục đúng không? Thì con bây giờ đi ra thư mục thế nào? Chẳng hạn như bây giờ tôi lấy là ví dụ tiếp là trường hợp mà như này, trường hợp mà thằng test 2 này nó là nằm trong một thư mục nữa cơ, nằm trong thư mục test 2, được chưa? Để cho nó vào đây thôi. Ok. Thế bây giờ từ tài nguyên ta ra, chúng ta đang đứng ở đây đúng không? Đang đứng ở test 2, chúng ta muốn truy cập sang một cái tài nguyên là test ở bên này. Được chưa? Chúng ta làm thế nào? Thì việc đầu tiên là chúng ta phải đi ra khỏi thư mục này. Đó. Muốn truy cập sang thằng test thì chúng ta đang đứng ở đây đúng không? Chúng ta phải ra khỏi thư mục gì? Ra khỏi thư mục test 2. Sau đấy từ thư mục test 2 chúng ta phải đi vào thư mục test rồi mới truy cập đến thằng kia. Đó. Thì bây giờ giả sử thầy để nguyên cái đường dẫn này, chúng ta truy cập xem nó hiện tượng như thế nào đúng không? Thì nó sẽ đã thứ nhất là nó sau này nó đường dẫn này nó không đúng này, ra đang truy cập đến tăng nhiên chưa đúng này, ra phải bổ sung cái gì, test gì, test hai. Đấy. Thì chúng ta mới truy cập được đến tài nguyên của test hai, ok chưa? Rồi bây giờ từ đây chúng ta kích sang cái đường truy cập đến cái liên kết đến cái trang test là nó sẽ báo là không nhìn thấy. Đấy. Rồi cái đường dẫn vừa rồi nó không đúng, đường dẫn vừa rồi chúng ta phải đi ra một thư mục. Đấy. Đường dẫn vừa rồi là nó đang là đi thẳng vào thư mục này luôn, nhưng mà đi thẳng vào thì đứng ở thư mục test, chúng ta đi thẳng vào thư mục test, đứng ở thư mục test 2 chúng ta đi thẳng vào thư mục test không có đúng không? Thì chúng ta phải ra khỏi thư mục. Thì để ra khỏi thư mục thì người ta dùng một ký hiệu là chấm chấm này, chéo này. Đấy, có nghĩa là bắt đầu từ đấy nhá, đứng từ ở đây này chúng ta gặp chấm chấm cái chéo, có nghĩa là đi ra khỏi một thư mục, không biết thư mục gì, tóm lại đi ra một thư mục ra, được chưa? Còn muốn đi ra khỏi thêm một thư mục nữa, một lần nữa chúng ta lại dùng chấm chấm chéo chưa? Được chưa? Thì ở đây chúng ta chỉ mong muốn là đi ra một thư mục thôi đúng không? Chúng ta mong muốn đi ra một thư mục thôi, và sau đấy đi ra khỏi thư mục là chúng ta đang ở đây đúng không? Chúng ta đi ra khỏi thư mục là chúng ta đi ra khỏi thư mục test 2 này vào đây, sau đấy chúng ta đi vào thư mục test, được chưa? Này, đi vào thư mục test này. Đấy, vào đây có đúng không nhỉ? Từ thư mục test chúng ta truy cập đến gì, tài nguyên test.php đúng không? Có luôn, như vậy đường dẫn này là chuẩn rồi. Chúng ta phải thử lại, em đang lại nha, xin vào test này. Nó vẫn chết như thường. Như vậy là chúng ta đang sửa nhầm file nhá. Chúng ta đi vào cái, chúng ta đang ở thư mục test 2 này và đang sửa cái tài nguyên là test2.php này. Thì từ đây muốn truy cập sang cái thằng test ấy, chúng ta phải đi ra một thư mục. Đó. Ra đi ra một thư mục để mà làm test, đi ra thư mục chúng ta dùng chấm chấm này, thì chéo này. Đó. Đi ra thư mục có nghĩa đi ra đây, đến đây. Đến đây xong chúng ta sẽ là sau đấy thì chúng ta đây nhá, là đi vào đi ra thư mục này, rồi đi vào test này, rồi truy cập này. Bây giờ chuẩn rồi nhá. Bây giờ cái chuẩn này. Ok, con hai đúng không, căn du cái này con chắc ở đây, nhìn thấy chưa, đường dẫn nó với thế này mới đúng đúng không? Rồi bây giờ tích vào đây cái nhìn thấy chưa nhá,
chúng ta muốn đi ra bao nhiêu cái mục, chúng ta cứ gạch chấm chấm gạch chéo, chấm chấm gạch chéo nhá, nó sau đi vào đi ra đi vào nó. Ok, đây, tôi làm lại cái tưởng này, chúng ta nó làm như sau. Trong cái chương mục một, chương mục web chúng ta này, tạo ra hai cái trang web. Một trang web đầu tiên là tạo trong này luôn cũng được, nhưng tạo trong này thì phải viết code khá lâu hơn, thế tôi phải dùng xong nó chắc thì tạo thì Ctrl N nhá, Ctrl giữ Ctrl bấm N nhá, tạo ra một file mới này. Sau đấy là Ctrl S này, giữ Ctrl bấm S này là chúng ta lưu file này. Chúng ta lưu vào đâu? Lưu vào hạt tự động nhá. Thầy bảo trang đầu tiên thầy bảo là trang chủ đi. Đó. Trang chủ chấm php. Ok chưa? Trang chủ này có cái gì? Các em gọi thầy HTML 2.5. Sau tab cái. À, ở đây ta từ thầy thì là trang chủ này. Có làm kịp không? À, trang chủ nhá. Rồi, sau đấy nội dung của trang chủ thì thầy cũng làm đơn giản thôi, thầy làm một cái thẻ H1 này. À, ở đây là thầy bảo làm nội dung trang chủ. Được chưa? Từ nội dung trang chủ này thầy sẽ đặt một cái thẻ liên kết. Đặt là một cái thẻ liên kết nhá. À, là thẻ A, thẻ liên kết của nó thẻ A. Tab này. À, liên kết đến đâu thầy chưa biết, nhưng mà thầy bảo liên kết đến cái trang gọi là trang kết quả đi. À, liên kết đến kết quả nhé, cái đường link là kết quả. Rồi, thế bây giờ để chạy cái trang này rất đơn giản là nó nằm ở trong cái thư mục gì? Nó nằm ở trong cái thư mục là học HTML đúng không? Của hạt tự động đúng không? Nó truy cập như sau. Nó truy cập nó này. Là localhost. Localhost này. Sau đấy là đến port nếu có nhá. Các em có port thì cho hai chấm port vào nhá. Thì ở đây port 80. Đó, và thì cho luôn port này 80 đúng không? Sau đây gạch chéo này là gì? Học HTML. Sau đến tài nguyên là trang chủ chấm tp đúng không? Được chưa? Rồi enter này. Đấy, thì nó chạy ra cái trang chủ này đúng không? Thì bây giờ thầy kích vào cái link kết quả, chúng ta có cái link kết quả đúng không? Kích vào đây thì nó sẽ là bảo là nó không truy cập đến đâu cả, bởi vì đơn giản là cái href của thầy là cái đường dẫn nó đang để rỗng đúng không? Ừ. Đang để rỗng thì nó mặc định là nó sẽ là khi mà để rỗng thì mặc định nó sẽ truy cập ngay trở lại cái trang này. Thường thường nó để ở đây là trang để ký hiệu là truy cập lại, truy cập chính, nếu như mà rỗng hoặc là trang thì nó truy cập chính cái trang chủ này. À, đăng lại nhé. Đấy, các em nhìn thấy. Trang hoặc là rỗng thì nó đều truy cập chính trang chủ này nhá. Rồi, thế bây giờ muốn truy cập đến cái một cái trang kết quả thì chúng ta phải có một cái tài nguyên là cái trang kết quả. À, chúng ta lại đi tạo tiếp một cái trang tạp nguyên thứ hai nhá. Ctrl N này, dưới Ctrl bấm N này. À, thao tác cho nó quen với Command Tag. Sau đấy các em gõ Ctrl S luôn, thằng này nó cho lưu luôn, nó không giống như nó tag cổng cộng. Còn nó tag cổng cộng nó bắt phải gõ một insert một ký tự thì nó mới cho lưu. Thì thằng này nó cho lưu luôn. Em bấm Ctrl, giữ Ctrl bấm S luôn. Đấy, thì chúng ta lưu luôn cùng thư mục với thằng trang chủ, chúng ta bảo là trang kết quả nhá. Kết quả chấm tp. Được chưa? Enter này. Đấy, thì trang này thì chúng ta cũng làm tương tự HTML, nó là công thức rồi, đúng không? Bắt buộc thì HTML trang web nó bắt đầu với như thế. HTML 2.5 này, tab đúng không? Đấy, tôi bảo là ở đây là trang, title là trang kết quả. Cái tá từ này không quan trọng nhá, cái tá từ này để nó thay như chỗ cần để ta nhìn chỗ nhìn thôi, nhưng còn cái đấy là nó hiển thị lên ở cái trên này này. À, thì chúng ta hiển thị sai thông tin thì chắc cũng chả sao. Rồi trong này thầy cũng cho một cái thẻ H2 đi. À, trong thẻ H2 và cho nội dung kết quả đấy. Được chưa? À. Cho thêm thẻ B, thẻ đậm vào đúng không? B là thẻ đậm đấy, nó phải in nghiêng nghĩa thế cho vào đúng không? Rồi, làm thế đã. Kết quả. Rồi, sau đấy thì trang kết quả này hiển thị cái gì các em? Nó sẽ hiển thị một cái ảnh nhá.
Sau này kết quả thì tìm một cái ảnh, thầy lấy cái ảnh đấy là thẻ ảnh là IMG này, tab nhá. Đấy, sau đấy FLC nó trở đến tài nguyên ảnh. Cái tài nguyên ảnh ở đây thì chúng ta lấy ảnh ở đâu? Lấy một ảnh bất kỳ nào đấy trên mạng, hoặc là lấy ảnh trong thư mục này có ảnh không? Trong thư mục này không có ảnh thì chúng ta lấy một ảnh nào đấy. Thầy lấy một ảnh nhá. Đây, tiếp vào đây. Đấy, chúng ta có một cái ảnh tài nguyên trong này. Chúng ta thì thầy truy cập đến cái ảnh là nts20.jpg. Đây. À, nts20. PNG nó không phân biệt hóa thường đâu nha. Chấm jpg. Được chưa? Đấy, cái tăng nội dung này nó như gì ra cái ảnh này. Cái ALT là khi chúng ta di chuột đến cái ảnh này thì nó hiển thị lên thông tin. Đó. Thông tin hiển thị lên, hiển thị khi di chuột vào rồi thầy thử nhá. Trang chủ này chúng ta bây giờ như thế thì bây giờ trang chủ là chúng ta phải là đặt lại cái đường link đúng không, là truy cập đến cái tài nguyên là kết quả gì, kết quả chấm cp chấm chưa. Đấy, và thầy thử như sau. Đây, trang chủ đây. Chả có gì đúng không? Rồi, kích vào kết quả này. Đấy, thì nó ra ra một cái trang mà có hình ảnh như này. Sau đấy chúng ta thử thử di chuột lên đây ảnh như thế nào. Nó không lên cái title, không lên cái ALT à? Để nhỉ. Chắc là nó lên rồi nhưng mà chắc chúng ta không nhìn thấy ảnh nó to quá. Chúng ta để viết hay cho nó bé bé bớt. Ta để viết thay cho nó bé bé bớt đi. Ảnh này nó thuộc tính là width, width bằng tầm khoảng 200 pixel cho nó cái height cũng thế 300 pixel, pixel là độ phân giải màn hình 300 nền bản 200 nền bản đó. Trở lại đúng không, còn bé bé này được chưa. Sau đấy di chuyển vào đây xem nào. Ô nó không lên cái ALT này. Để cái à, tên mình đặt cái này rồi mà. À đâu, đúng rồi, cái tên này mình đặt rồi. Sao nó lên? Thì còn phải lên đi. 8/5. Ồ, nó không lên, thôi, không lên thôi, cái đấy không có trọng lập. Đấy, thì như vậy đến đây là do đã truy cập tài nguyên, liên kết tài nguyên nhưng mà tài nguyên đang ở cùng một thư mục rồi nhá. À, thế bây giờ tài nguyên khác thư mục thì chúng ta phải làm như nào? Đúng không?